quá các bạn. Mưa quá, mưa quá. Bắt đầu đang xuống hàng các bạn ạ. Có sợ trượt này không anh ơi? Có sợ trượt không anh? Đây đây. Rồi. Chuẩn bị ra. Đấy, em quay cái video mà. Có sợ trượt không anh? À lưng như lên à? Đó hết lưng, làm này đau lưng thật. Đây là chân lưng rồi, hạ xuống các bạn. Có phải cái răng hẹp không? Quá chuẩn luôn đấy. Bài này quá thông minh luôn, bài này của anh mình này gần đây thì các bạn vừa lẽ là số hàng ở trên xe, số kho các bạn ạ. Bây giờ tiếp tục cho xe lên và lấy xe để vận chuyển đi. Được rồi anh ơi, được rồi, thôi anh ơi. Chúng tôi lại tiếp tục cho lên xe và chuyển đi sang khu công nghiệp các bạn ạ. Đây là bình nhắn khí 1000 lít các bạn nhé. Bình nhắn khí 1000 lít, cái này cao khoảng hơn 2 mét các bạn ạ. Còn đây là cái nén khí 500 lít các bạn nhé. Đây là 500 lít 20 HP các bạn ạ. Máy này có Pegasus chạy 3 piston. Con này là chạy động cơ là 20 HP các bạn nhé. Và đây có rất nhiều máy chuyển vít, nó thi chuyển vít các bạn. Đây là nén khí 500 lít các bạn. Cái này nó lên hơi khó các bạn. Cái này cho lên xe này nó hơi vướng một tí. Đây là quả phối hợp rất là ngoạn mục các bạn ạ. Phối hợp cả xe lưng và xe phối hợp cả xe lưng và bản lưng của ô tô các bạn ạ. Quả phối hợp quá ngoạn mục luôn. Đó. Và mới đẩy vào. Rồi các bạn ạ, các bạn một người. Con này sẽ mai lên đường lên khu công nghiệp các bạn ạ.
Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều máy chụp vít các bạn ạ. Đây là máy chụp vít rất là to, 22 kW này, 17,5 kW, 11 kW có hết các bạn nhé. Con này là con máy sấy các bạn ạ. Con này nó sẽ sấy khí. Input là đầu vào và đây đầu ra các bạn ạ. Cho lên xe đã xong các bạn ạ. Các bạn vừa xem video quá trình lên xuống xe của máy nén khí 500 lít và máy chụp vít cùng với là bình 1000 lít các bạn ạ. Rồi, tôi sẽ dừng video tại đây các bạn ạ. Còn phía trước mặt chúng ta là những con máy chụp vít các bạn ạ. Máy chụp vít rất là to. Một con 11 kW và một con 7,5 kW các bạn ạ. Nay trời mưa rất là to, Hà Nội đang có dịch cho nên cách ly rất là vắng, đường rất vắng các bạn ạ, trời đang mưa.